Với những khán giả đã từng nghi ngờ chất lượng thi đấu của Bayer Leverkusen trong mùa giải năm nay, chắc có lẽ là họ sẽ không thể tin vào mắt mình sau những gì mà thầy trò Xabi Alonso đang gặt hái được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Bayern Munich khốn đốn đến như vậy trong cuộc đua vô địch quốc nội xuyên suốt 11 năm liên tiếp. Borussia Dortmund đã thất bại trong nỗ lực ấy ngay mùa giải trước. Nhưng kể cả như vậy, chưa khi nào họ vượt lên trên đối thủ cạnh tranh đến 11 điểm như thầy trò Xabi đang làm vào lúc này cả. Một khoảng cách quá khó để có thể san lấp. Bằng cách nào đó, một đội bóng thắng 19, hòa 4 sau 23 vòng, chưa thua một trận nào trong 11 vòng cuối cùng, sẽ phải thua 4 trận đấu nữa. Một điều quả nhiên là không tưởng. Hơn hết, những cơ hội để Hùm Xám rút ngắn cách biệt một cách chủ động thì cũng đều đã trôi qua. Họ còn thậm chí để thua đối thủ này 0-3 trong ngày thi đấu lượt về cách đây không lâu nữa. Vậy nên, có thể thấy rằng Bayer Leverkusen đang trên hành trình xoán ngôi Munich, một điều tưởng như đùa mà lại đang hiện hữu thực sự. Ngày thi đấu gần nhất trước Mainz 05, đối thủ được xem là cánh tay phải của Bayern Munich trong mùa giải trước. Chính họ là đội bóng đang ngáng đường Borussia Dortmund, ngăn cản Marco Reus cùng với các đồng đội tiến đến chức vô địch cuối cùng trong một ngày thi đấu đầy sự quyết tâm. Nhưng phép màu của Bo Svensson thì không còn ở đây nữa. Còn Mainz 05 thì đang là đội bóng phải tự chiến đấu cho khả năng sinh tồn của mình. Họ không tốt bụng đến mức thua 4 trận liên tiếp để rồi trở lại đúng ngày thi đấu cuối cùng như mùa trước. Họ sẽ phải tự giải cứu chính mình khỏi vị trí thứ 17 vào lúc này thôi. Sau chiến thắng 3 sao trước Bayern Munich, thầy trò Xabi Alonso đã có trận thắng 2-1 trước Heidenheim trong một ngày thi đấu thực tế là chẳng hề đơn giản. Khởi đầu với Mainz 05 cũng cho thấy một kết quả tương tự. Điểm sáng đầu tiên đến từ cựu pháo thủ Granit Xhaka với một tình huống dứt điểm một chạm quá sức bất ngờ. Quỹ đạo cuộn thẳng vào khung thành khi mà người gác đền Robin Zehner thì còn đang nghĩ rằng đó sẽ là một đường chuyền. Bàn mở điểm và kiểu ăn mừng giả bộ chấn thương của cầu thủ người Thụy Sĩ nó cũng không kéo dài được lâu khi mà Konya có một cú đánh đầu quá hiểm hóc từ phía Mainz 05 trong một pha bóng cố định để san bằng cách biệt chỉ 4 phút sau đó. Phần còn lại của hiệp 1, mỗi bên có một tấm thẻ vàng, còn tỷ lệ cầm bóng của Bayer Leverkusen lên tới 70%, tung ra 12 cú dứt điểm và có đến 3 cơ hội ngon ăn tiếp theo nhưng đều bị bỏ lỡ. Từ Hoffmann, Frimpong, họ đều không có duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng. Bayer Leverkusen đã rất gần với bàn thắng thứ 2, thậm chí là thứ 3 sau 40 phút, nhưng điều đó thì vẫn chưa đến. Hiệp 2 của màn so tài khởi đầu hơi chậm, Bayer Leverkusen thực ra chơi không tốt bằng hiệp 1 nếu xét về những thống kê. Ấy vậy mà họ đã khiến cho những fan của Hùm Xám hy vọng để rồi thất vọng ở phút thứ 68. Đó chỉ là một cú dứt điểm từ xa được thực hiện bởi Robert Andrich mang tính chất giải tỏa nhiều hơn. Bóng đi căng khiến cho thủ thành Zehner hóa tội đồ tay trơn, trông không khác gì Loris Karius cách đây 6 năm khi hứng chịu cú nã đại bác của Gareth Bale tại chung kết C1 vậy. Những pha cứu thua trong hiệp thi đấu thứ nhất không đủ để che lấp đi cả hai sai lầm từ phía thủ thành này trong cả hai bàn thắng. Một phán đoán sai lầm và một tình huống chủ quan không đáng có. Đến khi tấm thẻ của Nagankam đổi màu bởi VAR ở phút thứ 80 và thế là hết với Mainz 05. Họ đã bí bách, bỏ lỡ một số những cơ hội đến việc chơi thiếu người như thế này nữa. Làm sao có thể chịu đựng nổi đây? Tỷ số 2-1 kết thúc trận đấu này cũng là khi mà Xabi Alonso cùng với những người học trò của mình ăn mừng chiến tích. Đây đã là trận 33 bất bại liên tiếp từ phía Bayer Leverkusen, đồng nghĩa là họ chưa biết thua là gì kể từ đầu mùa giải cho tới nay, từ tháng 8 năm ngoái cho đến gần hết tháng 2 năm nay. Mà đó là khi ông lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022, khi mà đội bóng có thời điểm ở khu vực nửa sau bảng xếp hạng, đối mặt với nguy cơ đua trụ hạng là rất cao. 33 trận bất bại liên tiếp cũng là chiến tích đã vượt qua Bayern Munich của Hansi Flick mùa 2021 với con số 29. Đây cũng là chiến thắng thứ 31 của ông dưới nhiệm kỳ dẫn dắt đội bóng thành Leverkusen này. Một tập thể luôn bị chế giễu là Leverkusen khi không biết vô địch là gì. Đúng thế, họ chưa bao giờ vô địch Bundesliga, bất kể đã từng cận kề với chiến tích đó đến như thế nào. Thậm chí là vẫn còn cúp quốc gia và Europa League để hướng đến nữa. Những tham vọng sẽ xếp ngay sau chức vô địch nước Đức hoành tráng mà thôi. Nhìn vào cả 5 giải đấu hàng đầu lục địa già vào lúc này, đúng là chỉ có mỗi Leverkusen là một nhân tố bí ẩn thực sự tạo nên sự khác biệt ở những giải đấu lớn mà thôi. Từ Premier League cho đến giải đấu hạng 5 như là Ligue 1, mọi yếu tố bất ngờ đều đang dần tàn lụi bởi yếu tố đội hình, chấn thương và phong độ luôn khiến những đội bóng có quy mô nhỏ hơn phải chùn bước. Chỉ có mỗi Bayer Leverkusen, đội bóng chưa từng vô địch Bundesliga là vẫn đang sống khỏe trước sự khổ sở và cơ cực đến từ Bayern Munich. Cũng phải dành thêm cả lời khen cho đội bóng phải đá playoff trụ hạng mùa trước là Stuttgart khi mà họ đang trở lại với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, sẵn sàng khiến cho Borussia Dortmund và RB Leipzig hít khói trong giai đoạn này. Bayer Leverkusen trong mùa giải năm nay phải thi đấu cả 3 đấu trường cùng với một dàn nhân sự chỉ được đánh giá ở mức ổn đầu mùa bóng.
cho đến khi họ bắt đầu khai nòng với chiến thắng 8-0 trước Teutonia 05 vào tháng 8, vượt qua RB Leipzig trong ngày ra quân tại Bundesliga và sau đó là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước khi khiến cho Bayern Munich toát mồ hôi để giành lấy 1 điểm vào giữa tháng 9. Sự bộn bề khi cùng một lúc phải chinh chiến trên nhiều đấu trường khác nhau, nó không khiến cho thầy trò Xabi Alonso có phần nào bị ảnh hưởng về phong độ. Chẳng phải lúc nào họ cũng có được dàn nhân sự mạnh nhất, chỉ có chiến thuật đỉnh cao và tinh thần của các cầu thủ là chiếc phao cứu sinh, luôn sẵn sàng mỗi khi bất trắc xảy ra. Cây săn bàn số 1 của họ là Victor Ocoboniface từ tháng 12 tới nay đã không còn thấy bóng dáng đâu vì chấn thương. Anh là chân sút đỉnh nhất của đội với 14 bàn ở cả hai đấu trường Europa League và Bundesliga. Chuỗi 6 trận liên tiếp luôn đặt dấu ấn vào ít nhất một bàn thắng đang còn lâng lâng, ghi được đến 5 bàn và 2 kiến tạo xuyên suốt tháng 12. Để rồi đã 2 tháng trời, cầu thủ người Nigeria phải ngồi ngoài. Dù thế thì Xabi Alonso cùng với các học trò vẫn dẫn đầu bảng Europa League với toàn bộ 6 chiến thắng. Họ cũng hủy diệt, đè đầu cưỡi cổ gã bá vương Bayern Munich như hiện tại với 11 điểm nhiều hơn và còn chưa biết thua là gì. Tại Bundesliga, Bayer Leverkusen là đội ghi bàn hiệu quả thứ hai, chỉ xếp sau Hùm Xám, là hàng phòng ngự khủng khiếp nhất với chỉ 16 bàn thua phải nhận, ít hơn đội xếp thứ hai về thống kê này tận 9 bàn. Số trận giữ sạch lưới của họ đang là 11 và những sai lầm ở hàng thủ thì vô cùng nhỏ giọt đến mức chẳng đáng kể. Điểm nhấn cho khả năng giành lấy danh hiệu vô địch Bundesliga, điều tưởng chừng như là bất khả thi chính là chiến thắng 3 sao của họ trước đối thủ cạnh tranh được đánh giá cao hơn đó. Ma thuật của Xabi Alonso đã phù phép cho hệ thống nhiều biến thể của Thomas Tuchel trở thành một mớ hỗn độn chẳng có sự đột phá nào. Một khối kim cương giữa sân, một dàn nhân sự phòng ngự sâu hơn, một sự thanh thoát, chuyển trạng thái không cho đối phương một cơ hội để phản ứng. Nói Bayer Leverkusen mạnh hơn Bayern Munich trong trận đấu đó, chất lượng đội hình thì không phải. Chỉ là triết lý của ông thầy người Tây Ban Nha, nguồn năng lượng mà tập thể của ông đang sở hữu, tính nhất quán và khát khao thì ở một tầm khác so với đối thủ vốn đang chia bè kết phái bên kia mà thôi. Xabi ao trình Thomas Tuchel trên sa bàn, và vì thế họ khiến cho Bayern Munich phải chịu một thất bại bẽ bàng đến mức không ngóc đầu dậy nổi sau đó. Dù có thắng đến hết mùa giải, ngay cả khi Bayer Leverkusen có mất vài điểm số như thường lệ, không có bất kỳ cơ hội nào cho Hùm Xám đoạt được danh hiệu chiếc đĩa bạc năm thứ 12 liên tiếp đâu. Xabi đến đây chỉ mất có hơn một năm để định hình giải đấu này trong lòng bàn tay của mình, và sẽ không bất ngờ nếu bến đỗ tiếp theo của ông sẽ gặt hái được thêm những thành công nữa, trước khi những giấc mộng bay cao hơn hiện ra trước mắt. Giờ là lúc để khán giả tận hưởng một thứ khẩu vị độc đáo mà Bundesliga tưởng chừng đã mất từ lâu. Đó là khi mà nhà vua đã băng hà, một gã tiểu tốt chưa từng chạm vào ngôi báu thì trở thành hiện thân của một chiến binh tìm lại công lý trước gã bạo chúa mà người người căm ghét. Lịch sử của giải đấu này có lẽ sẽ sang trang sau mùa 23-24 với tên của một nhà vô địch mới mà thôi.